lại được lượng sát thương đấy. Còn trong khi đó thì trộm vía là ván thi đấu này, ôi trời ơi, mới trộm vía mà Elio có thể sẽ phải nằm xuống. Elio lên được cấp độ 2 và anh ta đang bị tấn công từ W rồi, không chúng coi chạy dí tèo và chiến đấu đầu đã có để dành cho coi chạy chạy cản trở cái nguồn sức mạnh của Yon trong khoảng thời gian đầu một tí xíu, nhưng không sao, ít nhất là trong giai đoạn này anh ta vẫn đang khá khỏe, farm tốt hơn, mọi thứ này đang tốt hơn và Emo rất muốn con xe đó, nhưng sáng sổ thành công solo kill với Giang đang tóc biến và pha đánh đánh thường đến từ APA. 2-0 cho Team Liquid, một tình huống mà xử lý cũng rất là khéo đến từ APA. Và bây giờ thì solo kill thì Emo đã tính toán là việc đối phương sử dụng cái pháo hạt thì anh ta tất biến. Nhưng thời điểm mà con bài Kasante có thể bật lại so với cả Jack. Một cái may mắn cho Gasbox là trong tình huống vừa rồi người ăn mày hạ gục lại là coi chơi chay. Chứ nếu như tình huống đó mà Yeon có được chiến đấu đầu thì tôi cảm nhận nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái bình đó, nó có thể là một cái thủy kiếm luôn. Cho nên điều này đã một phần đó cản trở cái nguồn sức mạnh của Yeon trong khoảng thời gian đầu một tí xíu. Nhưng không sao, ít nhất là trong giai đoạn này anh ta vẫn đang khá khỏe, farm tốt hơn, mọi thứ đều đang tốt hơn. Và Emo rất muốn con xe đó, nhưng sáng sổ thành công, solo kill với Giang đang tóc biến và pha đánh đánh thường đến từ APA. 2-0 cho Team Liquid, tại người đang bị giữ chân lại là Elio, Koichei cũng đang lựa góc. Hai con solo không vẫn còn đó, nhưng Levi đang không cấp độ 6. Koichei đang là người bị tấn công, Levi nhảy vào, anh ta W để câu kéo cú nở hoa, trong đó có Kia, Kia vẫn đang cố gắng bơi một cú phản đòn. Chưa cuối cái mô đang được sử dụng, hút được một thành viên bên trong tường phía bên này, Levi đã bị tấn công liên tục. Elio đang có bạn gục, Levi đang muốn dí theo. Mã gục tiếp tục cho Koichei rồi, đó là bạn gục thứ hai và ta đã phải trả giá. Đây là pha lời cho The Game Sport. Đúng vậy, họ lời ở pha thi đấu này và họ tìm vào người của APA thành công và sau đó sẽ là những con solo trang này. Kia đang bị tấn công và anh ta cần có một cú nhảy qua tường hay chăng đây? Anh ta đang bị mê hoặc nhưng không sao cả, anh ta bị hoảng sợ, nhưng ít nhất là cái vấn đề trong pha giao tranh vừa rồi đã được giải quyết. Sẽ họ cần thắng, có những góc để có thể móc vào vị trí phía sau, còn đối phương kiểm soát lính ở đường giữa rất là tốt. Dù sao đi chăng nữa thì tranh nhau chỉ là tầm 800 tiền mà thôi. Một lát nữa thì cái ngưỡng sức mạnh tầm khoảng 1 đồ đến 2 đồ đến từ Game Sport nó sẽ được tận dụng một cái tối ưu. Cái mấu chốt nó sẽ nằm ở câu chuyện đó là APA hất tung được bao nhiêu người và một cú la vào đến từ con bài Nocturne sẽ tầm có khoảng bao nhiêu người. Đó chính là cái mấu chốt lớn nhất đây nè. Co chay chay mà bọc được đằng sau bắt được Levi là Levi sẽ bị to chuyện. Phía cánh còn lại thì APA đang là người bị tấn công, cú tắt đèn dễ với người của Levi. Levi đang bị mê hoặc, Levi bị hất tung lên, Levi sắp sửa nằm xuống, Levi sẽ bị hạ gục mà thôi. Co chay chay ăn mạng tiếp. Koichei ăn mặc tiếp, còn APA thì không mất đi tóc biến với một tình huống tấn công đến từ Elio ở pha tiền này. Cua sẽ thuộc về Ulti, trong khi đó thì Impact đang là người chủ động tấn công người. Bắt đầu hết khô máu, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng côn như một tình huống đánh tắt đèn từ Ulti đang chờ để sẵn, anh ta tắt đèn và tiếp cận vào người của Kia. Kia không còn tóc biến, để xem nào, chiêu cú bị ông này, Ulti xử lý rất hay. Và đây là bốn đánh này, quá khó cho Kia có thể làm gì, anh ta đang bị dính cả thiêu đốt và mẹ cùng Kia này đã được nhường cho Ulti một cách cực kỳ xuất sắc. Còn trong khi đó thì Elio bắt đầu là nạn nhân tiếp theo được chọn, anh ta đang bị dính một cú hoảng sợ, xoắn trổi thành công combo ngược vào và APA dứt điểm được. 6-2 dành cho Team Liquid. 6-2 dành cho Team Liquid, họ bắt lẻ thành công vào người của Kia thành công. Và từ đó thì các bạn có thể thấy Ulti xử lý cái chưa cái đúc của mình nó chuẩn xác. Bây giờ bút công Levi sử dụng kỹ năng, đó là tình huống nhảy lên đập xuống ngay lập tức. Ezilup đã có được hạ gục, cung bánh sáng được bung ra, Impact đang bị kẹt lại, Impact đang bị tấn công và ta không còn nhiều máu lắm, ta đang cần sự hỗ trợ đến từ đội. Emo nhảy vào nhưng chưa đủ đam, Impact lướt và bỏ chạy được. Emo đang tìm mục tiêu còn lại, găm được E thành công nhưng tạm thời dừng lại đây mà thôi. Như vậy là phòng thủ thành công đến trụ đầu tiên ở khu vực đường trên với tình huống 3-5 dành cho các thành viên của Gamesport khi họ mất đi hai người từ trước đó. Cái sát thương đến từ các thành viên của Gamesport là có 0.0, đặc biệt là Wukong công cùng với cả một con ba Kali này. Và hơn nữa sân khấu dựng lên của Ezilup tạo ra một cái áp lực vô cùng đáng kể. Bây giờ người khó khăn nhất đó chính là từ từ ra Levi muốn đập la vào. Levi nhảy vào đập và đang nhắm vào người Yeon. Ezilup có W đầy, W lại một lần nữa không trúng. Đối phương này hay ở pha thi đấu vừa rồi nữa. Nhưng rõ ràng là bây giờ thế trận được đẩy lên với một tốc độ rất cao. Người đang khổ nhất dành cho Gam đó chính là người trên đường trên, chiến thần của chúng ta, không biết là gỡ khó như thế nào đây. Còn Yeon cầm con bài EZ này, xử lý bộ kỹ năng skill shot rất là mượt đối phương khi mà sử dụng chiêu cuối của mình. Để xem là Gam họ sẽ đánh tiếp như thế nào đây. Chúng ta đang bị áp lực ở khu vực dòng tương đối nhiều. Tắt đèn băng trụ top à. Thật ra nó cũng hơi khó, nhưng nếu như đây rồi, tắt đèn nhảy vào rồi, W đang được hỗ trợ, tóc biến người ta thoát đi, trụ đang bấm người coi che người ta thoát đi được. Còn trong cái đó phim này Ulti đang bị Levi. Levi đang chạy lên hỗ trợ, anh ta đạp phải 7 và anh ta đang làm tất cả mọi thứ ra thoát. Tóc biến xoáy có, tóc biến nhảy vào nhưng đang bị bê hoặc, đang bị tấn công, đang bị hất tung. W nó bị outplay bởi cú W thứ là Ulti. Impact nhảy vào hỗ trợ thêm, do đang mất tương đối nhiều máu. Emo là người dứt điểm được, coi che là người tiếp theo được chọn. Ulti đang muốn bỏ chạy, đúng một kill đã có cho Emo. Phía cánh bên này thì APA vẫn đang nỗ lực đẩy, còn trong khi đó tôi thấy một Kia đang nỗ lực để nhắm tới cái trụ một khu vực đường dưới, còn APA đang muốn cái trụ thứ hai khu vực đường giữa, họ sẽ nhắm được vào cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới. Chúng ta xem lượng sát thương đến từ Ezilup trong tình huống vừa rồi. Một pha cố gắng cứu rỗi nhưng không thành công và Ulti đang sẵn sàng với tình huống hoảng sợ. Koichei đang nhảy vào để hỗ trợ thêm, một pha xoay đã được bật lên, sau có thể được bật lên. Kia đã sẵn sàng thủ nhảy vào, Ulti đã bị giữ chân lại và phát đây thì sao? Ulti là người dứt điểm được Levi. Kia bất lực hoàn toàn, có APA nhảy vào đây để có thể hỗ trợ và Kia sẽ lui về được, nhưng rõ ràng vẫn đang là Ulti một lượng mạng hạ gục rất lớn.
Kojeche đang chạy vào hỗ trợ. Kiya một mình cân rồi đấy, anh ta có cắm mắt để có thể dịch chuyển hỗ trợ. Và người dịch chuyển chính là EVA. Tắt đèn được bật, mọi thứ đang dồn vào người của HQ Kiya. Kiya đây sẽ đâu thoát rồi không đây, anh ta còn tốc biến nha. Ta bị mê hoặc, bị dính sáng trói và bốc hơi thôi. Cơ hội để sống với Kiya là quá thấp. W của EasyLove không hỗ trợ được thêm. Nhưng Baron Baron không. Có lẽ sẽ là Baron dành cho Gam Team Liquid. Gam bây giờ họ phải cố gắng để ngăn cản đối phương có được bộ lại Baron này. Akali trong tay Emo về nhà sẽ có món lớn thứ hai chăng? Sẽ có món lớn thứ hai để có thể can thiệp vào con Baron này. Ý đồ ăn Baron của Team Liquid là rất rõ ràng. Elio có thể sẽ là người gặp nguy hiểm phải chăng? Cắm ra một con mắt, phát hiện đối phương có thể sẽ ăn Baron trong cái này rồi. Sân khấu từ được mở ra, Levi đang lựa góc để có được một tình huống đánh. Nhưng Levi vẫn đang phải phá mắt bởi vì tầm nhìn của Emo đối phương quá nhiều rồi. Emo đang lựa nơi và Zion có thể là mục tiêu được chọn. Zion đang ở phía bên trái, W đã trúng và người bị giữ chân lại. Đó là EasyLove, một cú đỡ hòa và không kịp xoay. Elio sẽ là người tiếp theo nằm sau khi EasyLove bị hạ gục. Umti đang là người bị zone ra, anh ta bị tấn công, anh ta đang bị dính mê hoặc, anh ta đã phải nằm xuống mà hạ gục đã có. Zion đang bị con Baron đắc hạt và đó là tình huống bế. Emo có cơ hội nhưng ta không làm được gì thêm cả. Nhưng nỗ lực hay quá, nhưng nỗ lực là có đấy chứ. Đỡ không có nổi, kéo lết không có nổi luôn. Với con Hu Công là không có nổi luôn. Sau đó thì bắt buộc phải đánh thôi. Và dịch chuyển mở, dịch chuyển mở, nhắm thẳng vào hai thành viên và hất tung được hai thành viên. Trong đó có EasyLove và đang cố gắng bơi để xem là bơi nổi không. Emo đang cố gắng bỏ chạy, rất nhiều lượng sát thương, một cú bế được Emo. Emo sát chuyên ngảo lần thứ hai để bỏ chạy. Cú xoáy và Kiya đang cố gắng làm gì cho có thể. Giờ ta không nổi rồi. Phía cánh còn lại nhìn im bắt quậy quá kinh. Kiya bị hất tung lên, Kiya cũng nằm xuống và tiếp để quyết. Họ thắng trong tình huống giao tranh này. Họ sẽ nhắm tới Baron sau tình huống này, tình huống mà Team Liquid họ càng thẳng lên với một cái thế mà có nhiều hướng để thì còn lại thì bị con Kasate của Impact lùa như lùa vịt luôn. Bắt Elio và Impact đang bị giữ chân phía bên này, nở hoa giữ chân được Emo lại. Emo bị dính cả sáng chói. Emo đang muốn bơi nhưng bơi không nổi. Tắt đèn đang được bật lên nhắm thẳng vào người của Emo. Phía bên này người đang bị dính kỹ năng không ai khác chính là Levi. Levi đang gắng bỏ chạy. Đây chỉ là cái bóng mà thằng W đã trúng. Umti đánh thẳng vào người của Levi. Levi cơ hội chạy vẫn có nhưng nó đang bị rất là thấp và anh ta vẫn đang chạy được. Bây giờ sẽ là con rồng dành cho Team Liquid thôi. Họ quá mạnh mẽ so với Game Sport, chênh nhau nhiều tiền như này. Và các bạn có thể thấy là cái đồ của APA nó kinh khủng thế nào. Ba món trang bị lớn hơn thêm vậy còn. Giờ Levi đang cố gắng né và kỳ này thì Zion Q cũng không trúng một lần nữa. APA đang lựa gốc để sử dụng cú nở hoa. Cơ hội cho Team Liquid có được cái nhà lĩnh thứ hai là quá cao. Impact đang muốn hất hay Levi. Levi đang bị tấn công liên tục, anh ta bị gõ không hề thương tới từ Impact và lượng sát thương dồn tới Impact khoảng thời gian này cũng đang rất đáng để có thể gọi là khen. Và Kiya phía bên này rồi, Impact nhảy vẫn tung được hai thành viên, một cú nhảy vào hất tung thêm lần nữa và Zack đang gặp vấn đề. Levi nhảy vào xé với người Zion, Zion đang muốn hít lên trên. Kojeche nhảy vào để hỗ trợ và người đang gặp vấn đề lớn này bắt duyên bắt quá trâu. Umti đã bơi ra và nhắm thấy được Emo, dứt điểm được Emo. Umti sẽ lùi về cùng với đồng đội và anh ta tiếp tục tiến tới tấn công. EasyLove bị dính một cú đúp quy và anh ta mém tới nữa là nằm. Còn phía bên này Levi bắn tung lên, Zion nhảy vào tìm kiếm được đối phương. Elio cũng sẽ phải đi theo. Tiếp theo là Kiya. Kiya không còn cơ hội để thể thở và Team Liquid đã lật ngược thế cờ 2-1 dành cho đại diện thứ hai của LCS. Và Team Liquid sẽ là đội tuyển tiếp theo bước vào vòng 22. Còn chặng đường của Game Esports tại chung kết thế giới năm 2024 chính thức kết thúc.